Hello, xin chào tất cả mọi người, mình là nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường đây. Và cũng rất là lâu rồi Nhật Cường mới làm một chiếc video clip vlog như thế này. Tại vì Cường đang rất là nóng lòng để chia sẻ với tất cả mọi người về những dự án âm nhạc sắp tới của Cường. Đầu tiên là album kỷ niệm 10 năm sáng tác, mang tên là Tự Nhiên. Trước đó thì Cường đã công bố 4 cái tên ca sĩ sẽ tham gia vào album này. Đó là ca sĩ Hồ Ngọc Hà, Diva Hà Trần, Diva Mỹ Linh và ca sĩ Lệ Quyên. Còn 4 cái tên nữa, mọi người cùng chờ đón và theo dõi nha. Ngày 8 tháng 4 sẽ ra album, mọi người hãy mua album ủng hộ Cường nha, cảm ơn rất là nhiều. Và song song đó thì ngày hôm nay Cường cũng có rất là nhiều những cái hoạt động âm nhạc. Như là bây giờ thì Cường sẽ đến phòng tập band để cùng tập band và làm nhạc cho dự án History. Và tối nay thì Cường có một cái lịch thu âm với ca sĩ Hồ Văn Cường, chẳng phút cùng đàn Cường nhớ phiên bản chính thức. Và tất cả mọi người hãy cùng theo chân Cường ở trong cái chuyến hành trình làm việc âm nhạc hôm nay nha. Ok, let's go. Gần 10 cây số để đến em production và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi lên phòng tập band nha. Let's go. Rồi và bây giờ chúng ta sẽ cùng vào phòng tập band nha. Đây là phòng tập band của em production và đây là ban nhạc không màu. Mọi người đang tập band chuẩn bị cho dự án History. Đây, em production. Đây là pianist Vĩnh Thịnh. Keyboard Y Qua. Guitarist Trần Việt Dương. Guitarist Phạm Sĩ. Guitar bass Minh Đức và trống Minh Nhật. Đây. Chắc là mọi người thấy cái gương mặt này rất là quen đúng không? Đây là guitarist Trần Việt Dương đã hỗ trợ cho Cường trong dự án podcast show Nhâm Nhi Guitar. Dương ơi. Dạ, có em. Hỏi câu được không? Ok. Trong Nhâm Nhi Guitar thì thích nhất là nghệ sĩ nào nhất? Thích nhất nghệ sĩ nào nhất hả? Trả lời thiệt nha. Thật sự thì nghệ sĩ nào đến với Nhâm Nhi Guitar thì em đều quý mến hết á. Cả tập, tất cả cái tập, tập nào cũng hay hết. Mà bây giờ mà để chọn một nghệ sĩ em thích nhất là chắc có lẽ là em thích nghệ sĩ Hồ Văn Cường nhất. Thôi. Sao vậy? Sao vậy? Tại vì ở tập đó nó dễ thương. Chắc là tại view cao nhất vậy. Hay lắm, tối nay anh sẽ gặp Hồ Văn Cường, anh sẽ chuyển lời tới với Cường nha. Dạ dạ. Rồi. Anh chuyển lời giúp em nha. Cảm ơn Dương. Ồ, quay qua quay lại thế thôi mà cũng đã hết 6 tiếng đồng hồ làm việc với ban nhạc. Và bây giờ thì cũng đã sắp chiều tà rồi, thì Cường phải tranh thủ chạy qua cái địa điểm làm việc thứ hai, chứ nếu không là sẽ được hưởng thụ cái đặc sản của Sài Gòn, kẹt xe. Wow, Cường vừa vượt một cái quãng đường chắc cũng phải mười mấy cây số, cũng chả biết được, để đến với cái điểm làm việc thứ hai trong ngày hôm nay, là sẽ thu âm cho Hồ Văn Cường. Đi xa tới nỗi mà tóc tai xẹp hết trơn, nhưng mà không sao, đến nơi rồi. Cái điểm này thì chắc là rất là quen thuộc với Hồ Văn Cường thôi, tại vì đây là phòng thu của cô Uyên và chú Nghĩa. Bây giờ thì không biết là Cường tới chưa, thì mình cứ lên trên phòng thu trước đi ha. Let's go. Vừa lên tới nơi thì đã thấy Hồ Văn Cường đang thu âm rồi. Và bây giờ thì chú Cường cũng phải bắt tay vào làm việc thôi. Ok. Thank you.
tích tích tình ta, thời gian như màu thương nhớ, tiếng cung đàn đã vỡ, người cũng nỡ sang ngang, đôi mắt hoen bờ cây, lòng buồn thiêu trách ai bây giờ. Kỷ niệm ngày xưa nợ vấn đề. Ok, rồi, lại nè. Kỷ niệm cứ để hát bình thường, không có cần phải thả. Cái chữ nói sao cho vừa, cái chữ đó cần thả. Nói sao cho vừa. Cái chỗ nào mà nó kiểu nó nức lòng thì mình thả ra chút xíu. Kỷ niệm ngày xưa vấn đề nói sao cho vừa. Lá úa lìa cây. Câu đó hay á. Lá úa lìa cây mà cây thích sai. Lá úa lìa cây mà cây đâu muốn cách xa, đành ôm nỗi buồn, đành ôm vấn vương, đi tiếp con đường, ngày mai nắng vẫn còn buồn. Ok, nghe nè. Cũng hơi rẻ nha. nước đi con. Còn một chai nước cuối cùng. Uống hết rồi mình ra mình chăm thêm thôi không? Nhà mình có nước RO mà. Rồi về nè. Không. Này hơi gấp hả? Hơi gấp, hơi gấp. Trên đó mà. Lòng buồn thiếu trái ta. Ok. Bay bay sợ. Lòng buồn thiếu trách ai bay. Chỉ có Cường làm được thôi. Không làm được. Mấy cái này chỉ có Cường làm được thôi. Ok. Trách ai bay bay. Lòng buồn thiếu trách ai bay giờ. Không, luyến như nãy cơ. Đây đây cái màu hồi nãy đây. Thiếu trách ai bay giờ. Chữ bay á, chữ bay á. Đấy. Trước đây Cường thể hiện đa phần là những ca khúc trữ tình ngọt ngào sâu lắng, thì đây là lần đầu tiên Cường thể hiện một ca khúc mới của nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường mà trên một cái nền nhạc điện tử hiện đại như vậy, thì cá nhân mình thấy là Cường có sự trưởng thành trong giọng hát cũng như là một cái gì đó mới mẻ. Thì hy vọng tất cả mọi người cùng đón nhận sản phẩm mới này nhé. Thật ra thì mình tiếp xúc với Cường cũng thời gian khá lâu, là từ năm 2016 cho đến nay là gần 8 năm. Là thật ra là cũng một quá trình, với lại là rất là có nhiều giai đoạn là giọng thay đổi. Từ lúc mà mới đầu thi là giọng còn trẻ con. Rồi khi mà có một giai đoạn cực kỳ khó khăn là Cường bị vỡ giọng. Cường bị giọng thì cho đến hôm nay thì có thể là mọi thứ đã tạm ổn định, thì giọng Cường giờ đã ổn định hơn, được đi học trau dồi thêm, thì hiện tại là khi mà thu âm hay là đi diễn thì nó là mọi thứ nó có vẻ ổn hơn. Thì đương nhiên Cường sẽ phải tiếp tục hoàn thiện cái việc học hát của mình. Thì thực ra là đây là lần đầu tiên là sự kết hợp của Cường nhỏ và Cường lớn, cũng là một cái mối duyên. Thì trong cái quá trình mà làm sản phẩm cho Cường thì mình vẫn mong là Cường sẽ được tiếp xúc với nhiều nhạc sĩ, những nhạc sĩ thế hệ trước hoặc thế hệ sau này, nên là Cường là thế hệ sau này. Thì lúc mà nghe bài hát thì mình cũng mừng, là tại vì hai chú cháu là có một lần đầu tiên, chỉ là lần đầu tiên kết hợp với nhau thôi, mà có vẻ là chú Cường lớn rất là hiểu được cái giọng của chú, của em Cường nhỏ. Cho nên là có vẻ là bài hát lần này là có vẻ là rất hai chú cháu rất là ăn ý với nhau, cả cái việc
chú Cường lớn phối lại cái màu sắc mới cho Cường nhỏ hát. Thì mình nghĩ đây nó là một màu sắc mới cho Cường, mà biết đâu sau này thì Cường nhỏ cũng thỉnh thoảng có những cái bài vài bài như vậy để mà nó thay đổi cái mặt âm nhạc của mình, để cho người nghe họ thấy là Cường cũng cố gắng, mọi thứ cũng sẽ thay đổi. Thì mình hy vọng là sản phẩm này sẽ mọi người nghe rồi sẽ đón nhận nó thật là nồng nhiệt, và mình cũng thích sản phẩm này. Rồi thu xong giờ thấy sao? Dạ thấy cũng bớt đi một phần nào gánh nặng. Sao là gánh nặng? Bởi vì là lần trước là chú con cũng chỉ hát với guitar thôi. Và còn lần này thì với cái bản phối nó khác với cái màu nhạc của con thường thường con hay hát, cho nên là cũng hơi áp lực nhẹ đó. Sau khi hát xong cũng nhẹ lòng đúng không? Nhẹ lòng. Nói chung mà lúc mà nhận được nhạc đó có bất ngờ à? Dạ có chứ. Nó giống như là giống như khi mà chú gửi nhạc cho con là con hỏi chú liền là cái thể loại này nó sao ta, con thấy nó hơi hướng là hiện đại rồi. Nó có pha một chút hơi cổ trang vô một xíu. Rồi chú mới trả lời là đúng rồi đó. Đúng. Cho nên là khi mà nghe cái bài này thì con nghe bằng phối này thì con cảm thấy rất là thích. Nói chung là chú muốn con có một sự mới mẻ hơn. Tại vì nếu như mà mình làm một cái bài hát nó chỉ là nhạc mang âm hưởng dân ca bình thường thì chú nghĩ rằng là cái bản acoustic hôm bữa nó là rất là ok rồi. Bây giờ mình phải làm một cái bản khác để gửi tặng cho khán giả. Đó. Chú tưởng là ở đây con thu âm quen rồi, nãy vô áp lực quá. Nhưng mà rất là hài lòng vì ngày hôm nay là Cường đã thu âm rất là hay. Hôm nay là cảm ơn Cường thì đã dám hát một cái thể loại beat chưa bao giờ hát, và đã còn hát cao hơn cái bản acoustic nửa tông nữa. Con cũng cảm ơn chú vì đã có một cái bài hát rất là hay như vậy, và cũng cảm ơn Phùng Thu Nero đã giúp cho hai chú cháu có được một cái bài hát tạm gọi là ok hả chú ha. Tại vì Miss Joe nữa, để cô Yên chú Nghĩa Miss Joe nữa. Thì cảm ơn Phùng Thu Nero đã tài trợ cho chương trình này. Rồi, ok, cảm ơn con nhiều nha.